Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị về cái lệnh Power Clip ở trong Corel. Thì cái lệnh này nó có tác dụng như thế nào và chúng ta sẽ thực hiện nó ở những trường hợp nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị về cái chức năng của cái lệnh Power Clip trong Corel. Thì cái lệnh Power Clip trong Corel, tức là cái lệnh này nó sẽ cho phép chúng ta chèn một cái bức hình như phía bên trái đây, một cái bức hình này. Nó sẽ cho phép chúng ta chèn bức hình này vào trong các đối tượng mà chúng ta chỉ định cho nó. Ví dụ như là hình đa giác này, hoặc là vào trong cái chữ. Để sử dụng cái lệnh này, chúng ta vào trong cái phần Offset ở trên thanh menu lệnh ha, và sau đó chúng ta sẽ xả xuống. Thì các bạn sẽ, và các anh chị sẽ thấy ở trên đây nó sẽ đưa tới cái mục Power Clip, và sau đó chúng ta đưa con chỏ chuột sang cái lệnh Place Instant Frame. Chúng ta click vào trong đây, thì khi đó con chỏ chuột chúng ta nó sẽ hiện ra một cái mũi tên, và khi mà các anh chị muốn đưa cái hình này vào trong cái đối tượng này, thì các anh chị đưa cái mũi tên vào trong này và các anh chị click trái chuột, thì khi đó cái hình của chúng ta nó sẽ được vào trong các đối tượng, nó sẽ vào trong đối tượng thế này. Thì khi các anh chị đưa vào trong cái lệnh offset này, khi anh chị đưa tới thì nó sẽ hiện ra các cái chức năng thêm ở phía dưới đây. Thì cái này là chức năng là lock, tức là nó sẽ cố định cái hình theo cái hình đa giác này. Còn nếu các bạn bỏ cái tích lock ở đây thì các anh chị lít ra, thì cái hình nó sẽ chỉ nằm, nó không có theo cái hình đa giác này và nó sẽ bị lệch vào một bên. Thì đó, cái chức năng lock là chúng ta nó sẽ cố định cái hình đối với theo một cái đối tượng, và chúng ta lock lại thì cái di chuyển tới đâu thì cái đối tượng nó sẽ di chuyển tới đó. Tiếp đến là mấy cái lệnh là center fit field. Thì cái này, những cái này nó là nằm ở giữa, nằm ở trên và nằm ở cân giữa thôi. Fit tức là nó sẽ thu nhỏ lại. Các bạn, khi mà các bạn click vào trong center này, thì nó sẽ đưa cái hình thành ở trung tâm giữa cái hình và cái đối tượng. Nó là nó sẽ đưa ở giữa, nằm ở giữa nhau. Và khi mà các anh chị và các bạn đưa vào trong cái lệnh fit, tức là nó sẽ fit cái tấm hình nhỏ lại hết tất cả. Đây, tức là giống như là đủ hết cái tấm hình. Rồi sau đó khi mà đưa tấm hình vào như thế này ha, thì các anh chị sẽ thấy khi mà các anh chị click vào trong đối tượng thì các anh chị sẽ thấy ở phía dưới đây nó sẽ hiện ra, tức là edit, tức là cái này là cái lệnh tắt. Khi mà mình không cần sử dụng cái lệnh này nữa, mình muốn bỏ cái lệnh này ra khỏi cái đối tượng này, thì mình chỉ cần click vào đây và mình kéo cái lệnh này ra một bên ha. Rồi sau đó mình edit thôi, là nó sẽ không còn nằm trong đối tượng này nữa. Còn đối với hình, đối với cái chức năng Select Power Content thì nó sẽ cho chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta sẽ kéo, nếu các anh chị muốn ví dụ một cái tấm hình như thế này, các anh chị muốn kéo về phía cái thằng tháp nước nè, cho nó hiện tháp nước ra một chút, thì các anh chị sẽ có kéo được, và sau đó chúng ta sẽ lít ra ngoài thì chúng ta sẽ có được cái đối tượng ha. Còn cái đối tượng extract thì chắc ra nó cũng là một cái phần của bên, nó cũng giống tương tự như select thôi. Khi đó nó cũng chúng ta canh đối tượng để sao cho nó đến một cái đối tượng, đến một cái ý của chúng ta phù hợp, là chúng ta lít ra ngoài thì nó cũng sẽ vào trong đối tượng thế này. Để thực hiện cái lệnh này thì các anh chị và các bạn chú ý một cái điểm, đó là khi các anh chị làm, trước khi mà thực hiện cái lệnh Power Clip, thì các anh chị nên đưa cái tấm hình vào trong cái đối tượng, sao cho cái hình dưới là cái đối tượng nó phải là vừa kích với nhau, hoặc là cái hình nó sẽ dư ra hơn khoảng đối tượng, để khi chúng ta đưa vào
đưa vào thì nó sẽ đủ. Khi các anh chị, ví dụ các anh chị sẽ thấy trên đây là nếu cái đối tượng hình đa giác này với cái hình mà nó đủ với nhau thì khi đưa cái đối tượng vào thì nó sẽ không có bị trống. Còn nếu mà các anh chị và các bạn mà không chú ý khi mà đưa đối tượng vào ha, cái đối tượng nó sẽ nhỏ hơn, cái hình nó sẽ nhỏ hơn cái đối tượng. Nếu nhỏ hơn đối tượng thì các anh chị sẽ thấy là cái hình khi mà bỏ vào ở trong cái đối tượng thế này thì nó sẽ bị có những cái khoảng trắng. Cái khoảng trắng này nhìn nó không có đẹp. Do đó là trong quá trình làm thì các anh chị chú ý là cái hình nó sẽ bằng với cái đối tượng, hoặc là nó sẽ to hơn, hoặc là những cái vùng nào mà chúng ta muốn làm với cái đối tượng thì chúng ta sẽ cho nó đều cái đối tượng, thì khi mà đưa ra thì nó sẽ full đều cái đối tượng và nó sẽ đẹp ha. Rồi bây giờ cái hình này khi mà chúng ta đưa vào cái chữ này, bây giờ mình sẽ đưa vào trong cái chữ này, thì với hình thức, cũng với hình thức các anh chị lít vào trong hình, chúng ta sẽ vào trong cái phần offset trên menu lệnh, sau đó vào PowerPay ha. Chúng ta vào này, khi nó hiện ra monitor thì các anh chị đưa vào cái chữ này, thì bây giờ các anh chị sẽ thấy là cái chữ nó đã đưa vào, cái hình nó đã đưa vào cái chữ. Tuy nhiên ở đây các anh chị sẽ thấy là phía bên phần này, dưới cái phần phía góc này, góc phải và góc trái thì nó sẽ không có đưa vào. Lý do là mình đã thiếu một cái thao tác ban đầu, đó là khi làm với cái đối tượng hình mà chúng ta chưa có cho đối tượng hình dàn đều hết trong cái đối tượng mà chúng ta cần bỏ vào ha. Do đó các anh chị luôn chú ý ha, là khi chúng ta làm thì chúng ta phải full đều đối tượng. Đây các anh chị sẽ thấy như thế này ha. Ha. Các anh chị muốn bỏ chỗ nào á, ví dụ như khi các anh chị full đều hết rồi, sau đó các anh chị vào lệnh và chúng ta sẽ bỏ vào, thì khi đó thì những cái hình đối tượng hình nó sẽ vào trong cái đối tượng chữ thế này. Và khi mà các anh chị muốn chỉnh ở phần trên hay phần dưới thì chúng ta chỉ cần đưa vào trong cái phần ở phía dưới, chúng ta sẽ chỉnh lại thôi ha. Chúng ta sẽ chỉnh làm sao mà khi các anh chị đã thấy nó phù hợp rồi thì chúng ta sẽ đó. Ví dụ cái chữ này, nếu ví dụ như là mình đã chọn thế này là hợp lý rồi, sau đó chúng ta sẽ lít ra ngoài thì cái đối tượng chữ và đối tượng hình nó sẽ ấy ha. Khi chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta vào trong cái phần select à, hoặc là cái trong phần extract. Rồi. Như vậy thì đối với cái lệnh forward clip này thì nó sẽ phù hợp với trong thiết kế những cái gì? Thứ nhất là nó sẽ phù hợp trong thiết kế tất cả các thiết kế banner brochure ha, hoặc là những cái hình vẽ theo những cái chiều nhất định. Thì ví dụ như mình lấy ví dụ ở đây, mình muốn làm một cái banner về Phan Thiết xưa, đúng không? Theo cái khổ A4 thì mình sẽ thiết lập ra một cái khổ A4 với kích thước là bề ngang là 210mm và bề cao của nó là 297mm theo cái dạng khổ đứng ha, theo dạng khổ đứng. Nếu mà các anh chị làm cái đối tượng mà theo dạng khổ ngang thì các anh chị chỉ cần vào đây chúng ta xoay ha, chúng ta xoay 90 độ lại thì chúng ta sẽ có khổ ngang. Hoặc nếu các anh chị muốn xoay luôn cái trang của trong thiết kế của mặc định của Corel thì các anh chị lít vào phần ô vuông đứng và ô vuông ngang ở trên thanh thuộc tính thì nó cũng sẽ hiện ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái nền này và chúng ta sẽ làm những cái kiểu cọ để trao cho cái bảng thiết kế của chúng ta nó có những cái điểm nhấn nhất định ở trong cái phần bảng thiết kế. Thì các anh chị vào các anh chị uống ha. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh sharp ha, để chúng ta, các anh chị khi mà chúng ta làm thế này thì chúng ta có thể là copy, giữ trái chuột chúng ta kéo xuống và lít phải chuột chúng ta copy được. Tuy nhiên đối với cái hình vuông hoặc là những cái hình mà vẽ trực tiếp trên đây nè, khi các anh chị lít vào trong cái sharp tool thì nó sẽ không có cho chúng ta can thiệp ngay lúc đầu, mà do đó các anh chị phải sử dụng một cái thao tác, đó là các anh chị bấm Ctrl Q ở trên bàn phím thì lúc đó nó giống như là các có chức năng là nó rã hình ra rồi. Thì khi đó các anh chị lít vào đối tượng và các anh chị vào sharp tool thì nó mới cho chúng ta can thiệp. Sau đó các anh chị lít vào cái cạnh nào mà chúng ta cần muốn cho nó uốn cong thì chúng ta lít vào và lít vào trên cái thanh thuộc tính của nó. Sau đó trên đây nó có các mũi tên chúng ta sử dụng, chúng ta kéo. Và để copy cái đối tượng thứ hai thì chúng ta cũng sử dụng hình thức đó, giữ trái chuột kéo xuống và lít phải chuột đồng thời. Thì khi đó nó sẽ ra một cái đối tượng thứ hai.
Rồi bây giờ mình muốn tô màu cho cái bảng này thì mình chỉ cần đưa vào thôi. À, chúng ta chỉ đưa vào chúng ta sẽ tô màu. Thì cách tô màu các anh chị biết rồi. Rồi bây giờ đối với cái lệnh này thì khi cái lệnh này mình muốn đưa một cái hình ở vào trong cái lệnh này thì chúng ta cũng thực hiện cái lệnh thao tác for boy ha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái tấm hình khác nói về theo cái chủ đề của Phan Thiết xưa. À. Thì tạm thời mình lấy một cái tấm hình này đi. Thì khi mà chúng ta muốn đưa vào thì chúng ta cũng phải dùng cái đưa cái đối tượng ở vào trong cái kích thước đối tượng hình vào trong kích thước ha. Và sau đó nếu mà các anh chị muốn là ví dụ bây giờ nếu các anh chị muốn nhỏ, các anh chị muốn từ ở cái phần này, các anh chị lấy cái phần này sẽ đưa vào trong Power Clip để các anh chị khỏi cần phải kéo lên kéo xuống, thì các anh chị sử dụng có thể là chúng ta sử dụng cắt hình, cắt bớt những cái phần thừa của hình. Để cắt bớt những cái phần thừa của hình thì các anh chị có thể là kẻ một hình vuông, à, chúng ta kẻ ngang như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đối tượng hình vuông với đối tượng hình luôn, và chúng ta sử dụng cái lệnh là Black Multifold thì nó sẽ cắt bớt cái hình này nè, này ha. Rồi thì các anh chị sẽ thấy là bây giờ chúng ta sẽ đưa đối tượng vào để chúng ta phải làm vào trong cái lệnh. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái đối tượng này vào trong đây. Thì bây giờ cái đối tượng đã vào đây theo cái ý của mình, và cái này là mình đã cắt cái hình bớt ở phía ngoài để cho khi mà đưa vào thì nó sẽ phù hợp luôn đối với cái hình ha. Rồi rồi bây giờ trên đây thì các anh chị cứ đưa chữ vào rồi các anh chị trang trí sao cho nó phù hợp với cái bản thiết kế maquette của chúng ta thôi. À, có thể chúng ta đưa hình đưa chữ theo cái những cái phần nội dung. Rồi đó là cái chức năng của cái lệnh Power Clip để chúng ta đưa vào đối tượng, đưa hình vào trong một cái đối tượng nhất định, để chúng ta đưa vào những cái đối tượng nhất định. Do đó là khi các anh chị làm thì các anh chị chú ý hai điểm cho mình, là khi các anh chị thực hiện một cái lệnh hình đưa vào lệnh trong đối tượng thì các anh chị phải đo, phải đưa cho cái đối tượng hình nó sẽ bằng với cái đối tượng chúng ta cần đưa vào, hoặc là khác anh chị sẽ cần những cái điểm nào mà các anh chị cần đưa vào trong đối tượng thì chúng ta sẽ phóng cái điểm đó lên bằng với cái đối tượng và chúng ta sẽ thực hiện. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc, hy vọng là nó sẽ giúp cho tất cả các anh chị và các bạn biết thêm một cái chức năng để đưa cái hình vào trong đối tượng để làm cho cái bản thiết kế của chúng ta nổi bật hơn. À, như các anh chị thấy đây là khi mà chúng ta đưa những cái hình này vào thì cái bản thiết kế của chúng ta nó sẽ khác hẳn và sẽ tạo cho chúng ta thêm cái sự sáng tạo. À, nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video này nó có hữu ích cho tất cả các anh chị thì các anh chị hãy share để cho tất cả các anh chị mới tiếp cận với Corel có thể biết được thêm cái lợi Power Clip này và áp dụng nó vào trong cái bản thiết kế của chúng ta. Các anh chị xem video thì nhớ đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình nhấn vào biểu tượng đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông để cho kênh ngày càng phát triển, và sau này những cái video mình chia sẻ mới lên thì các anh chị là người có thể theo dõi được những cái video mới của mình đăng lên trên kênh Bado Official này. Và bây giờ xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau.